Dạ vâng, tiếp tục em lại lên sóng giới thiệu và giao lưu với tất cả quý anh chị khách hàng nhà mình. 2, 4, 6, 8, 10 cục cẩm. 10 cục đây là 24 cân các bác nhé. Đục tiện đều ok. Đấy. Đây, em cho các bác xem cái vân. Mũi. Mũi. Đây, vân này các bác này, vân này đẹp lắm. Đấy, các bác thấy không? Vân là rất là ok luôn đấy. Rồi em đi vào kích thước này. Kích thước này. Cái này nó dài được 23 phân. Đấy. 23 phân mà ngang này được 17 này. Rồi. Đây, nó chỉ có một cái lỗ xíu xíu này thôi nhé. Đấy, vân rất là đẹp. Nói chung là đục tiện đều ok các bác nhé. Cái đây là dài được 28 phân các bác này. 28 phân thì phần đây là được 14 này. 14 phần đây là 11 này. Đấy, vân này nó này. Đấy, cái đây là dài được 30 phân. 8 8 8. Đấy. Cái đây là cũng đường kính là này, đường kính là cũng 10 18,5, dài được 33 phân, cái này dài được 37 phân, cái này dài được 39 phân, 43 phân, 30 phân, cái đây dài được 33 phân, cái này chỉ 24 phân. Đấy. Đường kính đây, chiều này 8 phân, chiều này 7 phân, cái đây 6 phân, cái đây 6 phân rưỡi, cái đây 6 phân, vân rất là đẹp này. Cái cục đây thì được cục đây 6 phân này, nhỏ nhỏ đây, 6 phân. Đây cục đây, cái cục gốc này thì nó cũng rất là đẹp, 34 phân này, ngang đây là được 24 này, dưới đây được 15 này, đục tiện đều được các bác nhé. Tiện hàng nho nhỏ rất là đẹp luôn đấy. Cái này thì em bán giá 35.000 một kg bao ship nhé. Đấy, đông đặt luôn. Quý chị khách hàng nào mà cần liên hệ cho em số điện thoại là 0338 918 991 nhé. 24 cân này là em bán 35.000. 35.000 một kg. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em nhé.